Hello, xin chào tất cả mấy anh em YouTube nha. Thì hôm nay mình lại làm một cái video ngắn, mình chia sẻ với anh em về thực phẩm bổ sung tiếp. Thì hôm nay mình xin phép chia sẻ với anh em về cái hàng collagen này nữa nha. Collagen vitamin C. Cái này nó là Hydrolyte collagen anh em. Nó có chữ Hydrolyte nữa. Hydrolyte là collagen hấp thu nhanh đó anh em. Đâu rồi? Đây anh em thấy không? Cái dòng chữ màu đen này nè. Anh em đợi xíu nha. Nè. Hydrolyte collagen. Đây là cái loại collagen hấp thu nhanh nha anh em, có thêm vitamin C nữa nè. Cái này là hàng của Otrovit Ba Lan sản xuất và bên Best Nutrition nhập khẩu. Thì nói chung là cái hãng Otrovit này bữa giờ cũng rất là có tiếng tăm mà nha anh em, nó sản xuất thứ nhất là những cái loại mà đơn chất vitamin khoáng chất còn này kia thì nó rất là có tiếng tăm luôn. Còn nói về whey với lại BCA thì mình chưa thấy nó nổi bằng mấy cái loại mà đơn chất như thế này. Cái này nó vị vị nho nha anh em, vị nho. Đó. Thì cái này mình cũng chưa có thử luôn, chưa có uống luôn, nhưng mà tại vì mình lấy về dùm cho một thằng em nó muốn đẹp da anh em. Thì cái collagen này thì nói chung là anh em mình thì cũng không có tìm hiểu nhiều, nhưng mà có những chị em phụ nữ thì chắc là biết rất là nhiều. Nhưng mà anh em này thì nó lại thích uống collagen tại vì nó muốn đẹp da, căng da mịn màng này kia. Thì cái collagen thì cái công dụng của nó chỉ là để làm đẹp da thôi, nói chung là làm đẹp da. Nó chống lão hóa da anh em, giúp cho cái làn da mình nó trẻ ra hoa, nó trẻ hóa ra. Nhìn nó căng, nó mịn màng. Rồi cái tế bào da nhìn nó đẹp á anh em. Nó, mấy cái nếp nhăn trên da này kia nó sẽ căng ra, nó mịn màng hơn. Thì những người mà người ta uống rồi người ta nói vậy, với lại cái công dụng của nó như thế. Thì mình chia sẻ với anh em như vậy chứ mình chưa uống. Thì mình chưa uống thì mình nói chưa uống nha anh em. Tại vì mình nói chung là da mình không có cần phải đẹp như thế đâu. Da của mình thì nói chung là cũng vừa vừa thôi. Đó, đen đen như thế này được rồi. Còn ai mà có nhu cầu muốn đẹp da hay là muốn tốt cho làn da thêm, muốn cái làn da mình nó săn chắc, nó khỏe mạnh thì mình dùng thêm collagen vitamin C này. Thì anh em mua cái loại mà collagen mà Hydrolyte thì nó sẽ tốt nha, nó hấp thu nhanh, giúp hấp thu nhanh. Với cái hàm lượng collagen này thì nó cũng cao nữa, cũng cao, một liều dùng thì nó 10 gram lận. Thì một hộp này, hộp to đụng như thế này mà chỉ có 400 gram. Đó, 40 liều dùng thôi. Một liều dùng nó 10 gram nha. Thì trong này cái muỗng nó chỉ có 5 gram thì 10 gram thì chia làm 2 thì 10 gram thì 2 muỗng. Thì một liều dùng là 2 muỗng, mình pha khoảng chừng 200-300 ml rồi mình lắc lên. Hoặc là mình pha với nước trái cây uống cũng tốt nữa nha anh em. Cái hộp này giá của nó là 550.000. 550.000 mà 40 liều dùng thì nó hơn một tháng thì mình thấy giá này cũng rất là ok. Đó. Về cái người mà sử dụng cái collagen này thì nói chung là những chị em phụ nữ thì cũng quá là rành rồi. Đó. Nói chung là nam mình xài vẫn tốt. Nam mình xài vẫn tốt chứ không phải là không, nhưng mà nữ xài rất là nhiều, còn nam mình ít quan tâm lắm. Quay với lại quay với liều cao với lại BCA còn không đủ tiền mua, nó nói chi là mua collagen uống thì nó hơi bị, nói chung là nó hơi kinh tế, nó phải rộng rộng tí, mình xài thêm mấy cái này càng tốt. Còn nó không thì cánh đàn ông thì cũng không cần thiết xài cái này lắm đó. Thì cái đối tượng mà sử dụng collagen này thì nói chung là những người mà hay sử dụng mỹ phẩm anh em nên xài collagen, hay sử dụng mỹ phẩm á. Rồi những người mà hay ngồi lâu ở trong máy lạnh nè, những người mà hay thức khuya nè đó. Rồi đặc biệt là những chị em phụ nữ mà sau 25 tuổi anh em, cái quá trình lão hóa nó bắt đầu diễn ra thì nên xài collagen để cho nó tốt cho da. Thì nếu mà chị em phụ nữ nào mà muốn mình được thu hút vào trong mắt của đấng mày râu thì nên xài thêm collagen cho nó có thêm cái sự thu hút, nó đẹp, nói chung là cho nó đẹp. Mình xem cái đát. Thì nói chung là hộp này mình cũng chỉ lấy giùm cho một thằng em thôi chứ mình 23 nè. Tháng 5 23 đó. Thì nếu mà có tiền uống thêm cái này cũng rất là tốt. Còn không có vấn đề gì, nhưng mà tại vì không có tiền cho nên mình cũng không dám xài thôi. Đó, còn bạn nào mà muốn xài thì mình muốn đầu tư, muốn đẹp thêm thì mình xài thêm này thì rất là ok nha anh em. Da mà mụn này kia mình xài thêm này nó cũng rất là tốt. Nó sẽ hạn chế được cái phần mà mụn, mà bị kiểu như mụn li ti, mụn lười sười anh em. Đó. Thì hôm nay mình chỉ làm một cái video ngắn mình chia sẻ với anh em vậy thôi. Thì mình cũng có xin thằng em nó
mình có xin nó một muỗng rồi mình review, nhưng mà nó kêu thôi để lát nữa nó chạy qua rồi anh em mình tập hợp luôn, nhưng mà thôi mình xin phép mình làm trước cái video để cho nó đỡ mất thời gian, nếu mà mình up lên trên video à, mình up lên trên YouTube mình sớm sớm cho mọi người xem thôi, còn đợi nó qua thì phải 7-8 giờ mới qua, lúc đó mình quay video thì mình sẽ không có kịp edit ở trong trong ngày hôm nay mình đăng lên cho anh em xem, nó vậy thôi. Hàng chính hãng nha anh em, hàng chính hãng đó. À, còn nếu mà anh em mà có nhu cầu mà đặt hàng mà mua nhiều thì mình sẽ lấy thêm mà mình bán, còn cái này thì đó giờ rất là ít người xài cho nên là mình cũng không có nhập về, mình chỉ nhập những loại mà anh em mình thường hay xài nhiều như whey, BCAA, liều cao này kia, vitamin á, còn cái này thì mình cũng ngang ngán nhập tại vì ít ít người xài quá. Thôi vậy thôi, xin chào anh em nha, cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình, thì có gì thắc mắc về thực phẩm bổ sung thì anh em có liên hệ với mình ở cái số Zalo mình vẫn để bên trên góc màn hình nha, với lại đường link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video. Thì nào mà cần muốn mình tư vấn bất cứ cái gì về thực phẩm bổ sung mình biết mình sẽ tư vấn anh em nha. Xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye nha.